Phương án thứ hai an toàn hơn rất nhiều là chúng ta sẽ đi xe quá ra cái điểm gửi xe này, điểm mua vé này. Chúng ta đến ở cái đoạn này, các bạn thấy nhìn thấy không? Chúng ta đi men vào đây. Đến đoạn này chúng ta bắt đầu cắt đường bởi đoạn này chúng ta bắt đầu cởi quần áo bơi này, bơi 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 vào đây. Ok, đây là một cái hang. Hang này ấy, thì chúng ta có hai lựa chọn, hang này hang vạn, chúng ta thể bơi xuyên qua hang vạn, bơi vào đây, bơi vào đây, bơi vào đây, sau đó là bơi ra đây, bơi ra đây. Đấy. Đấy, các bạn để ý ở đây có hang hành cung Vũ Lâm, trông cực kỳ đẹp luôn, đẹp chưa? Các bạn thấy nó tuyệt vời luôn. Thế đi hành cung Vũ Lâm này, chúng ta đi vào đây. Chúng ta thấy có chỗ này có đường đi qua này, chỗ này là một cái hang. Đi xuyên qua hang này. Đi vào đây. Đến đây thì tôi cũng chả rõ là đi như nào nữa, có thể là chúng ta sẽ đi bơi vòng qua cái này. Bơi vòng qua đây, bơi về. Đấy. Để tôi đo cho các bạn một tuyến đi hết hết chỗ này thì đi mất khoảng bao nhiêu quãng đường nhé. Giả sử chúng ta bắt đầu xuất phát ở đây, kéo một đoạn ở đây, kéo một đoạn ở đây 356 mét à, 480 mét. Đi vào hang vạn này, xuyên qua hang vạn này, 1,6 km này. Ăn chơi nhảy múa ở đây đi một vòng mà. Thậm chí chúng ta có thể nghiên cứu chúng ta đi xuyên qua đây. Đã là 1,8 rồi. Thì chúng ta đi mà không thích thì chúng ta lên đây, chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta chui xuống đây. 1,86 rồi. Nếu mà quay lại đây là đúng 3 cây rồi đấy. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta thích thì tiếp bơi vào 2,2 km này. Tôi nghĩ đến đây là các bạn đã mệt rồi, các bạn nên dừng ở đây 2,14 km này. Xong từ đoạn 2,14 km này thì chúng ta sẽ xuyên đường về. Đấy. Thì đấy là cái khả năng mà chúng ta đi. Nếu mà ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta có thể dùng thuyền được. Chỗ này không ai cấm chúng ta đi thuyền cả. Chỉ có chỗ này họ thu vé, thu phí việc thì chúng ta sẽ khó mà có thể đi đi ngay được. Thế còn nếu mà họ bắt chúng ta không cho chúng ta đi thuyền thì cũng không sao cả. Thì chúng ta có hai khả năng đi đi như lộ trình hôm trước tôi đi thuyền đi đò hoặc là đi lộ trình mới. Thì các bạn có thể cân nhắc cái khu vực này rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Chỗ này có đường nhé, đường xuyên qua đây. Rồi, hẹn các bạn ở trong lần tới. Chúng ta sẽ không thể nào lường trước hết được mọi vấn đề xảy ra. Chính vì vậy là cái cuộc đi của chúng ta nó mới thú vị, đầy thách thức trước mắt.